Tại nó đúng sẽ bị rồi, nó sưng 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 lên. lên. Sau hồi nó mất nhưng mà nó vẫn bị Đúng rồi, sưng. nó bị mụn, nó mất. Trời, các chị bị nhiều mà. Nhưng mà em tiêm vaccine xong em bị. Nghe hả? Tối nay em đi khám cái đó đây. Mà mụn này là tiêm vaccine xin xong bị hay là sao? Dạ đúng rồi, trước đó em không có mụn. Là bác sĩ tư vấn online hả? Dạ. Quay đường có thấy cả mặt em nha anh. Không thấy, thấy đúng rồi, cũng một chỗ mụn luôn á. Như khi giờ nhìn lại không biết đấy là ai luôn á. Yên tâm. Này em nhìn thấy luôn á, chị Hoài chị đi từ từ thôi, chị Hoài em đi lên vớt em kêu thôi. Nghe mà chơi đi. Ai bảo nhìn vào đấy. Không xài đây nó có bị đẩy mụn lên thêm không? Dạ có, nó đẩy thêm á chị. Được, có nói bác sĩ không? Ông mà sao? Bảo là nó phải đẩy thế này nó mới hết được. Tại vì em xài cái bkha nữa. Em giống cái bạn bên kia ghê luôn. Ghê chạc luôn. Retinol bha. À quên, retinol với bha. Cái da con trai mà mỏng dính luôn ạ. Thì nó to gì? Không phải đâu. Nó có thêm cái vị bảy màu nữa. Xem hồi chóng hết cả mặt thì có cái gì. Nhìn thêm khoảng 1 tháng, 2 tháng là em khỏi đi nghĩa vụ luôn. Mặt lẹ.
Vậy hay sáng không? Sáng. Sáng hả? Đủ thấy luôn hả? Ừ. Mày không thấy á? Tối à? Như là quay ra tối á hả? Đúng vậy. Thì làm cho nó sáng đi. Đừng than gì. Xoay xoay lại xíu hả? Chán chị thì... Xoay cái tay á hả? Sát vậy sao chị cúi vô? Không muốn cãi nhau đâu nha. Mà này khó lấy thật luôn đó trời. Đụng bên này bên kia nó sưng chù dù rồi. Không thấy điều nào mà lấy luôn đấy. Ôi dạ. Chào ơi. Không sao đâu. Nó trượt cái bông.
biết làm gì. Đâu đâu mà chị Hoài đâu mà cứ tự cháy. Ở bên nó làm cái gì bên nhỉ? Muốn sai cái gì cũng không được luôn á.
chung cái vùng mép. Đau chết luôn. Này giờ là còn gồng được đúng không? Mụn chai hết rồi. Cái này về mà nó lên là mụn nó trắng kệ nữa nha. Nó không lên nó không ra luôn á. Đau quá. Sưng mình có lấy giảm ăn lắm nè, khóc luôn đó trời.